quân nhân các nước rời khỏi Úc vì cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 từ trên không và trên biển chấm dứt, tên từ Perth. Hôm nay, Úc đã nói lời chia tay với các nhân viên quân sự quốc tế tại căn cứ của Không quân Hoàng gia Úc tại Perth sau khi các hoạt động tìm kiếm trực quan được hủy bỏ. Hôm qua, Thủ tướng Úc, ông Tony Abbott đã cho biết cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 bước vào một giai đoạn mới với thiết bị dưới nước có khả năng tìm kiếm ở đáy đại dương với những sensor tinh vi. Phó chỉ huy lực lượng quốc phòng Úc, ông Mark Binskin, đã cảm ơn các phi hành đoàn đã tham gia trong hoạt động tìm kiếm tại một buổi lễ được tổ chức tại căn cứ không quân Perth. Ông nói đây là một hoạt động không dễ dàng vì các phi công phải thường bay trong thời tiết xấu, ở độ cao rất thấp, trong một môi trường căng thẳng và đầy thách thức, đôi khi nguy hiểm, thường xuyên bị bực bội. Vì vậy, ông thay mặt cho tất cả người dân Úc và các gia đình của 239 người trên máy bay MH370 cảm ơn những nỗ lực và đóng góp của các quân nhân của các nước. Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của Mã Lai đã biến mất trong khi đang bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 3 với 239 người trên máy bay. Cho đến nay, đã không tìm thấy được dấu vết gì của chiếc máy bay, được cho là đã bị rớt xuống Ấn Độ Dương. Mã Lai, Trung Quốc, Nhật Bản, Tân Tây Lan, Nam Hàn, Anh Quốc và Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Úc trong việc thực hiện cuộc tìm kiếm tốn kém nhất trong lịch sử hàng không.